Các bạn ơi, lại có một đàn cá bơi đến nhá. Và Minh Khoa lại đang câu một con cá vàng đúng không? Để vào rổ đi. Em đang cá sấu. Oh, có một con cá sấu. Các bạn ơi, có một con cá sấu bơi đến nhá. Minh Khoa sợ quá chạy luôn rồi. Chào hai anh em nhá. Xin chào tất cả các bạn. Con đang đi đâu đấy? Con đang đi câu cá ạ. Hôm nay Minh Khoa sẽ ra bờ sông câu cá đúng không? Vâng. Các bạn ơi, chúng mình cùng theo chân Minh Khoa ra bờ sông câu cá nhá. Các bạn ơi, ngoài sông nhá có rất nhiều cá. Chúng mình có thể ra sông chơi nhưng mà khi đi nhớ phải có người lớn đi cùng thì chúng mình mới được đi nhá. Minh Khoa ơi. Minh Khoa. Dạ. Câu được con cá nào chưa con? Chưa. Ồ, đứng mãi chẳng có cá đến thì cho Minh Khoa câu nhỉ? Bây giờ con phải làm thế nào? Bim bim. À bây giờ Khoa mua bim bim à? Ừ nhờ, hay là chúng mình đi mua bim bim xong rồi thả xuống để nhử cho cá đến để câu nhá. Bây giờ Minh Khoa sẽ cho bim bim xuống để nhử cá đến để câu nhá. Đi coi. Bây giờ Minh Khoa sẽ thả bim bim xuống cho cá ăn. Đúng rồi, con thả xuống đi. Thôi Minh Khôi thả đỡ cho anh nhá. Đúng rồi, chúng mình sẽ thả bim bim xuống. Cá là thích ăn bim bim lắm cho nên là nó sẽ bơi đến để ăn. Sau đó thì anh em mình câu. Rồi, được rồi con. Rồi con để gói bim bim xuống. Con cầm cần câu lên để chúng mình đợi để cá đến chúng mình câu nhá. Phải đợi một lúc. Phải đợi một lúc cá mới đến đúng không? Đúng rồi, con đứng này con đợi một lúc nhá. Con đừng im đi, con đừng đi nữa. Động nước là cá nó không lên đâu. Minh Khoa ơi, cá bơi đến rồi này. Minh Khoa ơi, có cá rồi con. Đấy, đúng rồi, câu cá đi. Các bạn ơi, đàn cá đã bơi đến nhá. Và bây giờ Minh Khoa sẽ câu cá cho các bạn xem. Một con gì nhỉ? Tôm. Ôi, một con tôm hùm rất là to đây các bạn. Tôm hùm. Tôm hùm nhá. Con để vào xô đi. Con ơi, câu nhanh lên, không cả cá nó lại bơi ra xa, mình lại không câu được. Đấy. Ôi, một chú cá vàng này, đẹp chưa? Cá cảnh. Con để vào xô đi. Ôi con ơi, chạy khẽ thôi, không cá nó chạy mất bây giờ. Đấy là một con cá chép nhỉ, đúng không? Cá chép màu nâu. Màu cam nhỉ. Ôi, bắt tay cho nhanh à. Con câu đi. Rồi, con giơ lên cho các bạn xem này. Đúng rồi, một con cá chép nhỉ. Con để vào xô. Con ơi, con để cái cần câu nó ngắn bớt đi cho dễ câu. Rồi, được rồi. Tiếp đi con. Ôi nhanh lên. Ui. À, một con cá màu xanh nhỉ. Nhanh lên, chú cá này bơi xa quá rồi. À, con cá này định bơi mất nhỉ. Định chạy. Mình qua chạy rất nhanh và đã câu được luôn. Con để vào xô đi. Nó bé quá. Tiếp đi con ơi. Con lấy gói bim bim đi để mình thả bim bim ra tiếp. Kìa. Đấy, con lấy gói bim bim. Bây giờ mình thử thả chỗ khác đi. Đây con, cầm cả gói bim bim đi. Đây, chúng mình bây giờ chúng mình đi ra đường kia cơ. Đi sang bên này nhá, chỗ này sợ hết cá rồi, cá không dám đến đâu, mình thả ra chỗ khác. Đấy, đúng rồi, mình sẽ thả chỗ khác để cho cá đến nhá. Ồ, mưa có bim bim. Được rồi con. Thôi thế thôi, sau đó thì mình lại đợi nhá, đến lấy cần câu đi coi. Các bạn ơi, lại có một đàn cá bơi đến nhá, và Minh Khoa lại đang câu. Một con cá vàng đúng không? Để vào rổ đi.
Đây có mấy con ở gần đấy, con câu trước đi. Hình như là có con cua rất là to đây này. Con cua này to quá, nặng quá đúng không? Mẹ cắp lên bờ rồi. Nó đang bò lên bờ nhỉ? Minh Khoa bắt được, cho mẹ xem nào. Các bạn ơi, Minh Khoa vừa câu được một con cua rất là to nhá. Ôi, có hai cái càng to chưa này. Con để vào rổ đi. Con ơi, đấy. Đây con câu tiếp đi, cả nó bơi mất. Ờ, ngoài sông mà cũng có cả sao biển nhỉ. Hay thế. Đâu rồi? Nó dính ở đây rồi. Con giơ lên cho các bạn xem nào. Đúng rồi, một con sao biển. Kia có một con cá vàng đang nằm kia. Đấy, bơi vào đấy cạn quá, không bơi được nữa, mắc cạn luôn rồi. Thả ra đây rồi bơi cho mình câu. Bắt lên xong rồi lại thả xuống hả con? Nhanh lên con. Nhanh lên, nó đang bơi chạy hơn rồi nã. Bắt bằng cây đi. Đâu, con giơ lên ạ. Đúng rồi, một con cá vàng. Em là cá sấu. Oh, có một con cá sấu. Các bạn ơi, có một con cá sấu bơi đến nhá. Minh Khoa sợ quá chạy luôn rồi. Không bận gì. Con ơi, quay lại, mẹ bảo quay lại đưa gần câu đây cho mẹ câu luôn con cá sấu đây cho Minh Khoa nhá. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ dùng cái cần câu này để câu con cá sấu nhá. Ôi Minh Khoa ơi, con cá sấu đang cắn luôn con cá vàng kìa. Để mẹ câu cả hai con cá luôn nhá. Đây các bạn ơi, bây giờ Minh Khoa sẽ câu con cá sấu lên cho các bạn xem nhá. Nào con nhâng lên. Nặng quá nhá. Ôi nặng quá. Câu được hai con cá luôn. Rồi con cầm lên, con để lên cái xô kia cho các bạn xem. Đấy, ui dồi ôi, mẹ xem nào. Đây, nó cắn luôn cả con cá vàng này. Con cá sấu nhá, rất là to. Đây, con tháo cái cần câu ra cho mẹ. Ơi, con tháo ra. Rồi, con để vào xô đi. Đây con ơi, để ra đường này. Đây, xô cá của chúng mình nhá. Có rất nhiều cá đây rồi các bạn. Cái bê mồm nã rồi. Đâu, con cầm lên xem nào, con cầm lên cho các bạn xem nào. À, phải nắm vào mỏ nó đúng không? Ừ. Không nó cắn mình. Con để xuống. Ơ, mẹ ơi, ở ngoài kia có nhiều cá quá. Có nhiều cá à? Thế con bỏ cần câu xuống, đi ra bắt đi cơ. Con gì? Đâu, mẹ xem nào. Ồ, một con cá mập con này các bạn. Ui, đẹp nhờ. Mì Khoa giỏi thế. Con ơi, có một con cá heo kìa. Kia, con cá heo màu xanh kìa. Ôi, lại không thích bắt, lại thích bắt con cua à. Sao vậy xem nào. Ôi, bắt cua các bạn ạ, à, bị cua cặp vào tay luôn. Này, cái càng của nó sắc chưa. Con cất đi. Con gì đấy? Ôi, ở dưới có rất nhiều con này các bạn ơi. Ôi, có một con sao biển. Nó náu ở trong cát rồi. Nó náu trong cát à, con bắt lên. Đây các bạn ơi, một con sao biển màu đỏ nhá. Đây, đưa mẹ cầm cho con bắt tiếp đi. Con gì? Con gì đấy? Nó bơi vào trong cát rồi. Đâu, mẹ xem nào. Nó bơi vào trong cát rồi, nó bơi đuôi. Đâu, một con cá đuối nhờ. Ôi đẹp thế, con cá đuối màu vàng. Con gì đấy con? Con cá ngựa, con bạch tuộc. Đâu, con bắt lên mẹ xem nào. Náu rồi. Nó náu dưới cát à? Đâu mẹ xem nào. Một con bạch tuộc và một con cá ngựa nhỉ. Đúng rồi. Wow. Các bạn ơi, một con tôm màu đỏ rất là to nhá. Và một con cá heo. Ôi đẹp chưa. Đâu, bây giờ chúng mẹ con mình đi lên bờ nhá. Để xem bắt được nhiều cá không nào. À, con ngồi xuống, con xếp cá ra cho mẹ nào. Đây các bạn ơi, hôm nay Minh Khoa ra sông câu được rất là nhiều cá. Có đủ các cái màu khác nhau nhá. Có cả tôm, cả mực kia kìa.
Minh Khoa ơi, hôm nay con ra sông câu cá có vui không? Bây giờ chúng mình chào tạm biệt các bạn để đi về nhá. Chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của Minh Khoa. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhá.